coi mình qua đi ăn ăn đồ gì, cái ăn đồ Mỹ đó, cái làm như là đây mời con xin thầy thôi ăn đồ Mỹ khó ăn quá hả, ăn đồ Mỹ bà thì mua bán hai đứa bắp đi, ông bắp luôn ta. Với lại nó chiên dầu mỡ chứ không có cái gì đầu biển hết á, đầu biển đang là tôi ăn cho biết thôi. Nhưng mà lần này thì có đồ ăn nhưng mà sao mà mới không biết làm theo á, mắc tính gì mà đi ăn bên kia đó không có uống nước. Bên này thầy uống ăn bên đây uống gần 2 ly nước, không biết nó để cái gì mà uống nước gần chết vậy đó. Mà ăn là rau cỏ hay ăn gì? Rau cỏ không chứ ăn gì, đâu có ăn gì đâu mà. À bên đó cái gì đâu mà thịt bò, thịt đồ nó xào không à, chứ không thấy cái gì biển hết. Với lại củ hành nó chiên. Mà có nhiều tiền hơn không hay bằng cả tiền? Cũng 30 đồng 7 xe nè, cũng vậy. Cũng vậy à. Đấy. Nhưng mà cái bên đây nó tiếp nồng hậu hơn cho nên cho tiền tiếp nhiều hơn. Cái dài đó nó tiếp nồng hậu. Cho nó 5 đồng rồi. Trời ơi. Thầy đại gia rồi đó, thầy đang đại gia đây còn gì nữa. Trời ơi, bảy là cậu. Nè cho con nè, bởi vì mấy bà này tập cho nó không hả? Bây giờ tập cho nó đang nó dùm miệng chứ hồi đó giờ đâu biết đồ Việt Nam đâu. Ngày mai con không có đem nữa. Con đâu có cho đồ Việt Nam đâu. Có lấy gì về cho nó ăn hả? Có. Có, lấy thịt gà. Cái đó, nó ăn bây giờ mình, nó mặc áo chật nứt vậy đó. Thấy mừng quá rồi. Thế tội nghiệp. Nè. Lại cái mừng. Mừng lắm chứ, đi cả nhà đi không chạy đó, mình nhà buồn lắm. Ừ. Thế không giờ cái đó sẽ làm như nó cái thôi bà biết cái đó thì đâu đi đổi chứ cái kia ăn ngon hơn chứ bạn, cái crazy ăn ngon hơn bạn. Mà nó nhiều món hơn á, nhiều món nhiều ở bên đó gì đâu xúc với lại cái gì cải xào dưa cải đủ cải luôn. Đang thầy nói dầu Mỹ ngon, mình vô coi thử coi nó ngon. Không, nó không phải ngon gì, nó là cái nhiều rau. Nó nhiều rau hơn kia bạn ạ. Chứ nó có một cái cải gì nó làm biến, nó không có là nó không có bài ra. Nó ngay nó rau nhiều, các loại đậu nhiều. Thế à? Rồi, nếu mà ăn kiêng á, thì ăn cái đồ buffet Mỹ nó nhiều rau hơn. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà nó chơi đã cái gì mà mình ăn đủ nước gần chết luôn. Thôi đừng đi nữa ngang. Ừ. Ở chỗ đó nhà băng tôi bán kém bên. Nè hả? Ừ. Mà băng tôi ở nhà bãi chứ nhà băng tôi khích bên à. Cũng khích vậy luôn. Bá bên ngay, tôi bên ngay. Dạ. Sao cho ngồi ăn bá, sao vậy? Giận gì nữa, còn giận gì nữa? Giận ai ăn? Ăn bán. À, ôi ngồi ăn đi đó, nước cả đó, bánh của bà nè. Ăn đi ngang. Ừ. Bánh của tôi hả? Dạ. Ăn cái thôi. Cái đó của tôi hết, cái hồi tôi làm hết. Của tôi một cái à. Dạ. Ngày nào mình ăn có chất lượng. Để rằng ăn bữa nay còn ngày mai. Cái này là ta. Đó là bánh quay dạt á. Bánh quay dạt. Bữa nay uống trà không ngon là trà này nghe nói nó trà này của bảy cho lâu rồi đó, nó còn lại mới lục ra còn miếng uống. Coi nè, không uống cà phê mà vậy nè. Thật ra qua tưởng đâu cái cô bên Cali mà mới giờ của ai cho mà không nói tên gì đây không biết, thì khổ ghê. Mà mấy cà phê gì trong này nữa. Qua đi về. Coffee là thành cà phê rang rồi. Biết rồi. Nhưng mà họ mới tình cờ đằng này nói là vậy. Nhớ ngày xưa nhà tôi có trồng cà phê. Mà giống như mình ra mình hái vô, cái rồi mình phơi, mình lọc vỏ để trong cái rổ á, cái rổ hồi xưa cái rổ làm thường thường mà nhớ dưới quê mà cái rổ làm cá lòng trong được không? Đó, bỏ cái đầu ấy cũng mài nó vậy cho nó ra cái vỏ cái để đi phơi cho nó khô. Phơi khô cái đi rang rồi đi mướn người ta xay. Uống nó nguyên chất thì đằng này mới nói bụng vậy đó. Cho nên muốn cà phê nó nguyên chất nói ở Việt Nam á, hôm rồi có ai đó muốn cúng dừa đằng này cà phê ở nhà trồng mà quên rồi giờ không nhớ người nào, đằng này mới nói bây giờ ai có cho thì lấy, là có nghĩa là trồng muốn nguyên chất vậy đó, nghĩa là chỉ ở nhà trồng á, không ướp gì hết, đừng ướp trồng trắng hột gà ướp, đừng ướp hết trơn á, cái gì nữa đâu có rồi nha. Ngay con vậy ban mình thuật đó, cà phê người ta trồng như vậy nhưng mà nó có pha nữa, cái trồng cho nên vậy tôi nói cái con đó là thấy ai nó cũng sủa hết đó, thành ra nói vậy rồi mấy ai gửi qua cho mà không biết bây giờ mà khả khui ra thì sao đây nữa.
Thì khui ra thử coi, tay coi thử đây, mở ra khui thử coi. Có mấy cái thích cứ đưa cho bạn. Không phải, còn nhóc ở dưới á. Cà phê thiếu gì nó còn cà phê nhiều nhưng mà nó giống như uống cái mùi nó pha không cái gì. Cà phê từ cà phê này nguyên chất hay cà phê pha rồi. Chắc là nó còn sao. Chắc phải có thử gói ăn cua gì đâu. Tại kiếm cái hũ gì nó kín á. Cái đẩy lại. Bỏ vô keo á thằng. Dạ, bỏ vô keo đúng rồi đó. Nó thơm hơn. Đúng rồi thôi, không nói nữa, nói cái Phật tử họ thương họ thương họ cho vậy nè. Rồi uống không hết nó mang cái tội. Mà thì nhiều khi mình cũng nói thiệt, muốn cái gì nó cũng nguyên chất á. Ví dụ cà cũng vậy, nó giờ không có cần ngon. Mà giờ ai Phật tử gọi bác ấy nói xin gửi trà qua, nó thật sự tôi không có chê. Nhưng bây giờ làm sao mà mua được cái trà mà nó đừng có thuốc á, nó nguyên chất á, uống để cho nó sổ, nó tốt. Chứ còn thật sự ra thì nếu mà nói trà bên đây trà 903 hay là 403, 103 rất là ngon vậy. Nhưng mà mình cần là cần cái nguyên chất á. Trời ơi, chứ ai cũng cho là cái nước mù uống không hết luôn à. Nói phước bác hưởng tặng, tôi sợ hưởng hết cái phước. Tôi mới ngủ hồi tối qua ngủ sớm ha. Tối qua tôi ngủ sớm, sớm ngủ ngon lành. Cái 12 giờ giật mình thức dậy, cái chút xíu ngủ. Mới 3 giờ hơn, tôi nghiệp cái ông Phật tử bên Úc. Ông 67 tuổi, trời, ông đi ông mừng quá, trời mừng. Ông nói, lúc đầu con nghe thầy con bực lắm, nghe ông thầy chùa gì mà ăn nấu gì kỳ vậy. Nhưng mà trời, giờ con hiểu ra rồi, con mừng quá. Ông điện được mình, ông mừng, mình thấy tội nghiệp hết sức ra mặt vậy đó. Rồi thôi ráng nói chuyện với ông, mà nói gì nổi. Mới 3 giờ mấy mà lại... Rồi mới nói thôi đậu hủ giờ làm ơn cho tôi đi đi rửa mặt, cái bị gì mắt nó cay quá, bị thiệt nó cay. Không mắc mới hết thì chịu không nổi, mà mắc hết thì nó nóng á. Nó giống như nó ngủ vậy, nó bần thần. Rồi xong rồi mới nói chuyện chơi một chút. Lựa hội cái rồi dậy rồi lo tới luôn rồi. Thấy bà này bà làm nói chuyện ông sùm, bà ngủ cũng được rồi, bà dậy bà đi thắp nhang niệm Phật cũng được. Được xong rồi bà ngủ lại, thấy ngủ ngon quá để cho bà ngủ luôn, rồi mình đi ra làm sẵn rồi. Thôi bây giờ buổi sáng thì thấy bà già tội nghiệp, thì bà cứ tự do bà ngủ. Bà muốn dậy nào bà dậy, tôi đã dọn sẵn để đó, vậy ăn nguội thì ăn nguội thôi. Chứ giờ bắt buộc theo mình thì thật sự cũng tội cho mấy bà cụ. Tối ngủ đâu có dễ ngủ đâu, nói chứ tuổi này là hết đát rồi. Vậy mà nói cầu nguyện 20 năm nữa bà nào bà nói ý nhưng mà nó tiếc là thêm 25 năm, 30 năm. Giống như bà Bạc Bà đó, Bạc Bà mà trong Dương Thí Kiều đó. Thằng Bạc Hạnh nó nói cô con năm rồi á, quỳ hương có nhiêu đó mà cô con được mà lời gấp 4. Năm nay cô con cái bà nói năm nay xin sư bà thương cho quỳ hương ngắn lại, chứ còn dài quá tuổi già, một khi sức mỏi có dùng. Cái thằng Bạc Hạnh nó nói sư bà biết không, năm rồi cô con quỳ có 3 hương mà cô con 1 lời 4, cho nên năm nay cô con sợ lời nhiều, cô con xin. Nó không vậy sư bà cho con nhiều hơn để 1 lời 10 không mới chịu. Mấy bà nói 20 năm nữa bà sợ, 20 năm nữa thì mới có 105 tuổi à. Các bạn phải từ 25 năm, 110, mà 110 cũng còn ít nữa, phải 120. Thôi con muốn đó thầy. Con muốn nhiều lắm, là giỏi 10 năm nữa trả lại thôi. Vậy chứ đó mà bây giờ tự nhiên cái vòng quay nó quay 9 năm, còn 5 nữa mà bà nào cũng sợ thấy mồ luôn. Không sợ đâu thầy, con mà cho con tử tế, đừng có bệnh hoạn gì hết trơn á. Cho con đi, cái giấc mà con ngủ đó, cho con đi, con đừng biết gì hết á. Thì được, chứ mà giật. Mình giật máy đồ đưa vô nhà thương, nó bơm, nó rửa rồi đó, thì sợ lắm. Mà tại sao bây giờ bà có gì bà xả hết đi, tiền bạc bà cho cháu hết đi, ấy được gọi là có hay còn gì không? Cho hết tôi đi ăn xin hả? Con nghĩ đi, ở bên Mỹ này không có tiền lấy gì ăn. Bà cụ thiệt á, không phải đó chứ mà nhét hay lắm. Bà nhét hay lắm, bà cả gọi là cạn tàu ráo má, cái chiếc lụi hụ này cũng lồi ra chiếc nhẫn, chiếc lắc, cái đồng hồ hoặc là sợi dây à. Ông con bây giờ đeo cả đống luôn, đâu rồi? Có đâu rồi, có gì đâu nè. Thầy để dưới, cho thầy để bà dưới ấy. Mấy bà này kỹ lắm,
có bà này là không kỹ đúng nè, bà này là xả láng sáng giờ sớm nè, còn bà cụ thiện là thôi chứ hỏi thân mình không dễ chắc chết à. Thiệt không, cái này nó thiệt, không biết bà kỹ lắm. Bây giờ tuy là ông nói vậy chứ bây giờ mà bà gom hết cái tiền mà bà cho người ta, cho ta mượn vay này kia nọ mấy chục ngàn đô chứ vừa đâu. Giật luôn rồi, đâu có trả đâu thầy. Giật cái bà được à, trời ơi. Trời, giật cái bà ông cụ. Giật con hả? Cái câu đan là biết à. Ông cũng mở ngàn cũng giật nè. Thằng Tiến Ben nè, 5.000 bạc nè, chị hai tôi chết nó không cho biết nữa nè ha. Không thì mấy người chết rồi thôi, mấy người sống mà giật mà sống được. Sống đó chứ, giật sao chết được. Không phải vậy, giật con cụ thiện ben đâu. Đó. Bà cụ thiện mà biết cái điện thoại là bà điện. Bà điện mà hello. Hả? Ờ con gì đó con. Nó kẹt cái à, đợi thầy biết không? Ngoài, nói gì nói. Ngoài ở chùa mà gào gô không nhả gì. Yeah. Bà cụ thiện đang, nên là nặng lắm, đi không nổi, bị vậy nặng quá đi không nổi. Làm sao mà bỏ được. Chút nữa ngoài gì ạ? Nha, không phải dễ giật mà cô thiện đâu, không dễ đâu, tình mà nó khó lắm. Nên bà nói đến như bà bây giờ nè, ơi đó xong okay, rồi, con cháu đầy đủ hết đấy vậy, okay. Vậy mà bỏ không được. Coi chút nữa, không okay, bỏ gì. Nó là cái quan gia trái chủ, cho nên sáng nay tôi giảng cái bài Đức Phật nói mà giảng sơ sơ cái hết giờ á, Đức Phật nói muốn thấy được đạo á là phải xa lìa ái dục. Mà muốn xa lìa ái dục là phải tu thiền định, theo nó có từng bước từng phần. Rồi thiền định nó phải có chánh định và tà định. Rồi chánh định nó có phàm phu định và thánh nhân định. Không phải giải thích vậy đó mà mình biết, mình định nghĩa, mình phân tích vậy đó mà bản thân mình cũng khó mà vượt qua được. Ai hiểu rõ đấy phải không? Dạ? Hiểu rõ đó. Hiểu rõ đó, mà đụng chuyện thử coi biết. Còn ái dục á, thì Ngài nói là không phải mà đi lên non, lên núi tu mà mới xa rời được ái dục đâu. Đó, ví dụ như tùy cái hoàn cảnh hay đạo Phật cái chí lý hay lắm mà nói chứ thật sự rằng hay thật là hay. Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào giống như Nguyễn Du nói á. Vậy chứ đâu phải bỏ dễ đâu ông ơi. Ví dụ mấy đầu mới phân tích ra đó, giống như tôi hay thường hay ghẻ mấy ông đó, người già thì ái dục nó hết nhưng mà ái nó còn. Bởi vì cái dục nó bên ngoài, nó là sắc tướng bên ngoài, nhưng mà cái ái á, nó là trọng ở bên trong á, nó ghê lắm. Ví dụ mắc dịch gì người già cứ ngồi là phái bàn cái chuyện trai gái thì lại thích thú vậy đó. Tôi phân tích rõ ràng chứ tôi không nói chuyện tục, thấy không? Nhưng bởi cho nên nó hai chữ đó thôi mà nó là hai cái thấy khác nhau. Dục là cái bên ngoài, mà ái nó lại là cái thâm trọng ở bên trong cái tư tưởng của mình, nó khó lắm. Đừng ai nói mình vượt qua dễ. Nhiều đó, Phật nói như đó, sáng nay Phật dạy như đó mà tôi dặn mấy tuần lễ đó. Muốn thấy được đạo, theo cái nghĩa đó, muốn thấy được đạo, xa lìa ái dục. Mà muốn xa lìa ái dục phải tu thiền định. Mà ái dục á, Đức Phật nói á, giống như cái người, giống như cái hồ nước trong mà lấy cái tay khuấy nó cho nó đục, thì cái người, bao nhiêu người lại đưa cái mặt vào không thấy cái mặt mình được vì nó đục rồi. Thành ra đó, phải cẩn thận đó, chứ không phải dễ. Cho nên á, quý thầy tu á, tôi nói thiệt lòng á, quý thầy mà còn vướng bận mấy đó tôi không có màng, tôi không có khe. Có nghĩa là mỗi người nó có cái nghiệp, nó có cái dục rồi đã, mình sanh ra từ cõi dục. Cho nên cá nhân á, là tôi không có đụng tới. Nhưng mà nếu với thầy như vậy thì mấy thầy cần cái chuyện của thầy là cần nói cái chánh đạo đi, để cho mình đỡ cái tội lỗi là mình hướng cho người ta cái chánh đạo. Còn bản thân mình tu được bao nhiêu mình tu tới đâu là tới, nhưng mà phải cho người ta cái chánh đạo. Đừng có đã mình vậy rồi mình dẫn cho người ta đi vào tà đạo không nên. Rồi bắt đầu mới phải giải thích cái chữ thiền định, nó có chánh định và tà định. Thành ra đạo Phật ấy, nó ngược cái dòng đời. Tối ông Phật tử cũng nói, thầy đầu tiên con nghe thầy nói con khó chịu chứ. Thầy chùa gì mà nói gì kỳ vậy. Nhưng mà bây giờ là cũng nhà trí thức nghe, chứ không phải là nhà bình thường mới nghiên cứu giữa như vậy đó. Tới con nghe đi nghe lại, con biết con nhận ra con nói, thầy này khác thường. Mà thật là mới là nói đúng chánh đạo. Ở bên Úc ấy, ông nói giờ giống như ông quá danh lợi cũng quá nhiều rồi.
học hành trí thức, rồi cho tới đi vượt biên, cho tới đi qua sống ở nước ngoài, thấy bao nhiêu cảnh giống như ông Tu vậy đó, sao mấy tuổi. Rồi tôi nói vậy cũng mừng. Vậy thì bây giờ các cái nhà trí thức vậy là họ hiểu tôi ra vậy đó, là cái niềm vui nhất của tôi đó, thấy không, từ từ. Chứ mà nói ra hiểu liền, nói ra hiểu liền thì đâu phải là cái đạo. Ông nói đầu tiên vì nghe cái câu đó mà ông sốc hàng, nhưng mà ông nghĩ đúng, nó ngược. Giống như đạo Phật nè, nói cái tà để hiện cái chánh, nói cái quả để tri cái nhân. Còn ở đời á, thì người ta cứ người ta đi theo nó xuôi dòng, phải không? Ví dụ như Tứ Diệu Đế, Đức Phật nó khổ trước mới nói tập sao. Khổ là cái quả, mà tập là cái nhân. Thế không, bây giờ ví dụ như cái quả khổ nè, cái khổ con người, cái chữ khổ nè, khổ rồi mới nó tập, phải không? Đó là một cặp nè. Rồi bây giờ diệt nè, mới tới đạo nè, nó là hai cặp, đúng không? Hai là mới là hội đấy, đúng không? Bây giờ khổ, khổ là quả nè, mà tập là cái nhân nè, diệt là quả nè. Mà đạo là cái nhân nè. Rõ ràng Phật nói cái quả, Phật mới tri nhân. Bởi vì chúng sanh á, nó đang cái kiếp sống hiện tại này của nó đang la làng là nó khổ cái quả. Giống như bây giờ ông với các bà cụ ai cũng khổ, tôi cũng khổ, phải không? Là cái quả. Cái quả là do mình đã gây tạo cái nhân này nè, ở trong cái nhiều đời, nhiều kiếp bữa nay, cho nên mình sanh ra. Ví dụ nói xin lỗi chứ, có người sanh ra cái mồ côi mồ cốt, giống như bà cụ đi, tôi nói xin lỗi, đúng là cũng là cái quả bên đời này là do cái nhân đời trước của bà. Yeah. Cũng từng là bắt chim con, cũng từng là chia rẽ đồng bào chủng tộc, chia rẽ cái tình thân quyến, cho nên kiếp này bà sanh ra cái mất cha mất mẹ liền, đúng không? Đó, rồi ví dụ như bà cụ thiện thì giống như là sanh ra đời là cái khổ này cái quả. Nhưng mà cái nhân là từ đâu? Từ do mình tập á. Thì thôi, ai cũng có cái nỗi khổ hết á. Đừng nói ai sinh ra không khổ á. Làm con người thì phải khổ. Khổ gì cái gì? Nỗi gì khổ gì? Sanh nè, già nè, bệnh nè, chết nè, đúng không? Là bốn cái rồi. Rồi ái biệt ly nè, rồi quán tán hội nè, rồi cầu bất đắc nè, rồi ngủ ấm năm ấm mà nó bất hòa nè, đúng không? Tám cái thứ mà thiệt á, ông Phật ông đưa ra tám thứ này mà tôi đố ai mà có thể thêm một cái hoặc mấy cái, không có. Sanh khổ khi mà lọt lòng mẹ, khóc tiếng khóc ban đầu là khổ chứ gì, quản hồn không biết sao mà tự nhiên ra nó sanh rực vậy đây. Rồi sanh rồi già khổ không? Bây giờ mấy bà khổ không? Nhưng mà khổ cũng phải chịu thôi à, chứ giờ ai chia sẻ ai được. Rồi bệnh khổ không? Rồi chưa tới chết cũng chưa chắc gì yên ha. Chết rồi nội đủ thứ, có khi của nhiều quá chết còn nằm cái hòm còn đó, mà nó bắt phải chia của trước đi rồi mới được chôn nha. Rồi chưa kể có lúc có quật mồ nha. Rồi có chưa kể cả chết rồi ngồi ở bàn thờ mà nó lôi tên nó chửi nha. Đó, rồi hoặc là nó mượn cớ đám dỗ mình nó sát sanh hạ mạng, nó cúng sống nó không cho ăn, rồi chết nó cúng kêu bằng heo bò, nó giật cho mình thêm cái nghiệp, phải không? Rõ ràng chết đâu có sung sướng gì đâu. Chưa kể cả rồi còn bị đọa đài trong lúc mình còn sống nữa. Cho nên cái đạo Phật rõ ràng vậy thôi à. Rồi thành ra cho nên người ông khéo á, ở nó xong thầy tài ông dạy ông chửi quá rồi chửi. Phải nói cái sai để nó hiện cái chánh. Nói cái tài hiện cái chánh, nói cái quả để nói cái, đó là làm đúng theo cái chu trình. Nhưng mà tại vì tôi cũng chịu là thiệt là tôi là vụng về, chứ tôi đâu có nói tôi là thánh nhân đâu. Nói tôi phải như Phật ngày xưa thì nói, lời của Phật nói là kim ngôn ngọc ngữ, lời của mình nói là phàm phu khẩu khí, mà khẩu khí thì nó phải sắc bén, nó phải phóng gươm dao, nhưng mà gươm dao nó không có giết người để cho người ta đau khổ, mà gươm dao để trị cái tà tâm của người thì đâu có tội lỗi gì. Ai tiếp nhận được thì tiếp nhận. Còn có người thì nói nha, Đức Phật dạy tu hành đoạn dục, đoạn không có chồng vợ gì là cho quý diệt thế giới loài người. Tôi nói xin lỗi, thế giới loài người bây giờ là 1.4 tỷ, mà tìm được có bao nhiêu người tu? Ủa xin lỗi, 7 tỷ hả? Tôi nói lộn rồi, thấy chưa?
bởi có những cái đó sáng nó lộn một 7 tiếng ơi. Dạ, còn 1 tỷ tư là nước Mỹ. Tàu không 1 tỷ tư. Nó xin lỗi là 1 tỷ 2. Nó nhiều khi bởi tại sao phải tiếp xúc với vị là tôi mới nhớ, chứ tôi không không nhớ hết cái dân số đó. 7 tỷ người mà giờ tìm coi được được 1/1000 đi tu chưa mà sợ mất thế giới loài người. Có 500 triệu. Tìm không ra được đâu. Cả thế giới này có 500 triệu là theo đạo Phật. Thành ra cho nên á, có những cái mà mai là Đức Phật biểu vậy đó mà nó còn lòi ra cả đống. Chứ mà Phật không biểu vậy á, nó còn lòi cỡ nào nữa phải không? Cho nên ông Nhật Hoàng á, ông mới biết rằng mấy thầy tu khó vượt qua cái ải này lắm. Cho nên ông mới ra cái lệnh là tăng tăng đó, là mấy thầy phải có vợ đó. Đúng là ông cãi lời Phật đó. Cho nên Nhật Hoàng á, ông có cái trí huệ nhưng mà ông cãi lời Phật, cho nên cái nước Nhật á bị, sau khi mà ông ra cái lệnh đó rồi đó ha, rồi sau nó bị đệ nhị thế chiến, nó chết hàng loạt luôn. Đây là trùng hợp chứ không phải đối thừa nha. Nhưng mà nó trùng hợp. Cho nên mình đừng có cãi cái dòng vũ trụ trời đất, cãi lời các bậc thánh hiền. Thánh hiền người ta nói gì ra nó có cái ý hết trơn à. Nhất là Đức Phật, lời của Đức Phật là chân lý muôn đời nha. Bởi vì Ngài kết tinh của vũ trụ mà. Cho nên lời nào nói đạo hữu để ý coi. Thêm một cái cũng không được mà bớt một cái cũng không được. Ví dụ năm giới thôi, năm giới của Phật tử tại gia thôi, không bỏ giới nào được mà cũng không thêm giới nào hơn được hết trơn, thấy không? Thế còn tu sĩ thì sao, mấy giới thầy? Tu sĩ thì nó lại tới nhiều. Tám giới là sao, có gì thêm cái gì nữa thầy? Bát giới đó thầy. Tám giới bát quan trai thì nó thêm, nó là 10 giới sa di gom lại. 10 giới sa di là thêm có cái là à, thứ sáu là không được đàn ca hát sướng. Dạ. Rồi. Thứ bảy là không được đeo vàng bạc, giữ và đeo vàng bạc của báo. Dạ. Trong 6-7 đó nó có thể lộn qua lộn lại, dạ, nghe dạ. Chứ tự nhiên okay, ông nói không sao. À, thứ tám là không được nằm giường cao rộng lớn. Ồ, đây là bát giới của tu sĩ bạn này. Dạ, bát giới của tu sĩ của sa di. Dạ. Sa dạ. Di mới gom lại cho Phật dạ. tử tại gia mà lâu lâu tu một ngày cũng phải giữ tôi vậy dạ, đó tập sự đó, đó rồi là bảy rồi là tám rồi không được ăn phi thời chín rồi còn gì nữa ta, tự nhiên cũng quên ngang rồi này sa di rồi đó, đây là cái lỗi đó là tôi có tội nghe này, tôi quên là tôi có tội đó, đấy là tự nhiên đang nói không được đàn cá hát sướng, không được nằm giường cao rộng lớn, không được giữ vàng bạc của báo, không được ăn phi thời. Tại vì nữa tự nhiên không muốn quên, nó quên thì ông ơi tôi khùng rồi, giờ tôi khùng thiệt rồi. Đang nói tôi đâu có tự nhiên 10 giới mà quên ngang, rồi thấy chơi không, chơi ngặt không. Nó là vậy đó, nó là rồi mới gom lại mấy con này đừng có 8 giới chứ. Sa di 10. Sa di 10 á thầy. 10 mới gom lại 8 để cho Phật tử tập sự một ngày gọi là tu bát quan trai đó. Bát quan trai. Ừ. Là 80 giới thanh tịnh mà không có phạm phải á thì thôi chứ không có gì. Trai giới đó thì trai giới đó, cho nên tại tự nhiên muốn nói quên ngang vậy đó, cho nên người tu không có được nằm cái giường rộng là vậy đó, nằm giường có 8 tinh thước à, nằm giường rộng là phạm giới đó, móng tâm á mới là phải vậy đó, không có được móng tâm. Còn mặc quần áo thì cũng không được xe xua thầy. Không, cái đó thì Phật không nói tới, tại thời đó có đâu xe xua. Thời đó đi lấy đồ nghĩa trang nghĩa địa mặc thôi, chứ đâu có gì đâu, thời đó chưa. Thời đó có thể là nó không có phạm đó nhiều. Nhưng mà với tỳ kheo á thì bắt đầu cấm à. Không có được may nhiều y, không có được nhận nhiều y, không có được cho phụ nữ may y, không có được cho quý sư cô may y đồ đó, thì bắt đầu nó với tỳ kheo mới có. Sa di thì chưa. Sa di thì mới có tập sự để làm ông thầy thì giữ 10 giới vậy thôi. Trời, tự nhiên cái giới nó quên ngang vậy trời. Nó bây giờ cái đầu tôi thiệt chịu ông ơi, cho nên thôi ráng nói gì nói thao thao vậy, nói cho nó hết rồi mai mốt về già khỏi nói. Tự nhiên nói nghe mà định nghĩa đó học lót rót à. Sa di là gì? Phản ngữ sa di, thử dân tức từ, dị tức ác hành từ, tức thế nhiễm như từ, tới chúng sanh giả, diệt dân cần sách, diệt dân cầu tịch. Đó, hồi đó phải học là thuộc vậy đó. Sa di là gì? Phản là gọi là sa di,
tàu phản ngữ sa di thử dân tức từ, khi qua bên tàu thì dịch cái từ sa di nghĩa là tức từ, vị tức ác hành từ có nghĩa là dứt bỏ cái việc ác mà hành cái việc lành, tức thế nhiễm như từ tế chúng sanh giả là ở đời thì không có nhiễm mà lo cái điều lành để mà tế chúng sanh là cứu độ chúng sanh. Diệt dân cần sách là cũng là cái người cần cầu sách tấn, diệt dân cầu tịch cũng là cái người đang cầu cái con đường tịch tỉnh niết bàn, đó là nghĩa của sa di. Tỳ kheo thì nó lại ba nghĩa là bố ma, là khất sĩ, là phá ác vân vân vậy đó. Hồi đó là khi học phải bắt buộc vậy thôi, phải lào vậy đó. Ví dụ như nói là tứ quả thì tu đà hoàng là quả đầu tiên á, là cái quả đó gọi là thất lai hay còn gọi là dự lưu, tu đà hoàng tư đà hàm gọi là nhất lai, ana hàm gọi là bất lai, a la hán gọi là vô sanh, là sắc tặc, là ứng cúng, cứ thuộc mấy cái đó rồi đó thì bây giờ cứ giảng là phân ra phân tích nó rất là hay. Vì vậy mà càng những người phải có căn bản. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là cụ dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Rồi tân dịch là ngài Quyền Trang dịch là hữu tình giác, giác hữu tình. Đó. Còn Phật là gì? Phật là giác giả, dịch là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Đó là cứ vậy đó, nó có cái căn bản tới vậy rồi bây giờ. Thành ra tại sao mà có nhiêu đó mà tôi xào hoài, xào tới xào lui hết kho, tới xào tới canh nó không hết, nó hoài không hết là vậy đó. Nó có căn bản. Nhưng mà có thầy Bồ Tát rồi mới lên tới Phật phải không thầy? Theo tinh thần Đại Thừa thì Bồ Tát lên tới Phật. Còn tinh thần Nguyên Thủy, Phật giáo, Tiểu Thừa thì không có Bồ Tát. Ờ. Hai cái nó khác nhau nữa, đây phải phân tích nữa nha. Đó chứ không khéo nó hồi lộn xộn rồi chửi qua chửi lại. Theo tinh thần Nguyên Thủy thì khi Đức Thế Tôn, khi Hoàng Thái Tử bỏ Hoàng Cung đi tu khổ hạnh thì lúc đó gọi là Bồ Tát. Nên khổ hạnh gọi là Bồ Tát. Còn tinh thần Phật giáo Đại Thừa thì Bồ Tát là người đầy đủ phước báo, để đủ phước báo, đủ cái phước đức đó mới đi giúp cho người. Thì không, hai cái nó khác nhau nhưng cái nào cũng đúng hết, nên chứ không có nói chê cái nào hết đó. Quan trọng hai cái đều đúng hết, đều hay hết. Thế nên vì vậy mà đạo Phật ngày nay nó cần rất là nhiều người mà gọi là có cái học đàng hoàng đi rồi giải thích cho đàng hoàng, nó lợi ích cho Phật tử lắm. Còn cái bản thân ông thầy đó tu nhiêu tu mà nó cứ nó dòm như tôi là tôi chịu thiệt là tôi cạo đầu cho nó mát rồi, tôi đâu có tu hành khỉ khô gì đâu, mình chịu thiệt vậy rồi đó mà nó còn cái tối ngày phải đắc đạo mới đối đạo. Vậy chừng nào đắc mà cái người đắc đạo mà từ vỗ ngực xưng ta đắc đạo hả? Đâu có. Cái người mà đắc đạo ta không biết gì ta đắc mới gọi là người đắc. Đắc đạo mà biết mình đắc thì còn gì đắc, không biết không? Nhưng mà chúng sanh mà nó học ba lớp ba lõm bổm mà cứ nó lấy cái biết của nó ra không thì gọi là tà định á. Tà định là cái nó nhìn thấy thiên kiến á. Nên thôi kệ đi, tôi giờ giống như tôi đóng vai khùng điên nghĩa, tôi phan là sáp lá cà hết rồi vậy đó. Ai lú đó là tôi phan để cho không có nổi lên mà nó cứ nổi hoài. Hiểu không? Từ Bồ Tát á là Bồ Tát á, cho nên nó lìa cái hình tướng xuất gia. Cho nên tất cả các Bồ Tát không có Bồ Tát nào cạo đầu, chỉ có Địa Tạng cạo đầu à. Cậu thấy đúng không? Vô chùa ông thấy là Quan Âm và Thế Chí là Văn Thù Phổ Hiền, Bồ Tát nào cũng đeo vàng đeo vòng tùm lum hết trơn à. Ông thì Văn Thù thì cỡ sư tử cầm cây gươm, ai Bồ Tát thì cầm gươm giết ai. Phổ Hiền thì cỡ voi cầm cái viên châu hoặc là cầm cái Như Ý châu. Còn Quan Âm thì Bồ Tát, Quan Âm thì thôi mặc đồ lùa là đeo vàng vòng đeo bông, đồ Bồ Tát nào cũng đeo bông hết trơn rồi đúng không? Chỉ duy nhất có một Địa Tạng là ngồi là cầm cái tích trượng với mặc áo đỏ thôi. Bởi vì sao? Tại vì ông Địa Tạng mà nếu để ông đeo bông nó coi không được. Bây giờ Địa Tạng là mảnh đất tâm, mà tâm nó phải xuất gia, nó phải ra khỏi chứ địa là đất đó. Cho nên từ đó mà hình tướng của ông Địa Tạng là phải hình tướng xuất gia mới coi được.
không hiểu không? Chứ hình tướng Địa Tạng mà để nhớ như Quan Âm, như Văn Thù Phổ Hiền có không được. Còn Văn Thù Phổ Hiền, Thế Chí, Quan Âm, tất cả đều là hình tướng cư sĩ hết. Là ý nó là con người thường, mà con người đó siêu việt, làm những việc vĩ đại, đem lại cái lợi ích cho nhân sinh, cho chúng sinh, thì người đó gọi là Bồ Tát. Cho nên chữ Bồ Tát, ngài Di Ma, ngài Cư Ba La Thập, ông dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, dịch rất rõ ràng vậy đó, dịch thẳng thừng. Bởi cho nên cái cách phiên dịch của ngài Cư Ba La Thập là số 1. Mà thời đó ông nghĩ coi, thời đó mà ngài Cư Ba La Thập khi từ bên Trung Nguyên ở bên Thiên Trúc mà qua tới Tàu bị ở tù 20 năm. 20 năm ở bị giam ở trong tù, mà 20 năm đó mà ngài luyện cái chữ của người ta để ngài dịch ra, là ông nghĩ một con người vĩ đại không? 20 năm ngài Cư Ba La Thập ở tù. Còn thưa thầy, như người ta nói là thinh văn duyên giác. Duyên giác là gọi là độc giác Phật, là người này cứ giống như là họ tu cái hạnh bí mật, họ xa lìa, họ đi tìm non tìm núi, từ thinh văn lên duyên giác là gọi là độc giác á. Hạnh độc giác. Nhưng mà cái Phật này có đẳng cấp đó, phải không thầy? Thì nhưng Phật không khen, Phật nói là phải hạnh Bồ Tát thì hay hơn. Tại vì Bồ Tát đó với tinh thần Bồ Tát đạo là nhập thế. Còn các vị này gọi là yếm thế nghĩa là chạy tu trốn trần đời để tự độ cho mình, giải thoát cho mình trước. Giống như tôi tu hành đây là thật sự là cái hạnh là nếu mà đúng đó là cái Bồ Tát, chứ còn nếu mà hạnh thinh văn duyên giác là tu vậy là sai nè. Ngồi nói chuyện với mấy người ngày nào cũng nói về tào lao vậy là sai đó. Ai mà ông thầy chùa mà tối ngày ngồi trà dư tủ hậu vậy phải không? Nhưng mà như tinh thần nhập thế là vậy đúng. Giống như mình sống một cách tự nhiên, hồn nhiên, ngồi nói đàm đạo rồi đi ăn đi uống rồi tự do, nhưng mà nó không bị nhiễm. Như tôi chơi với bà tôi đâu bị nhiễm đâu, tôi đâu có với bà tôi xách bia được mà tôi đâu có uống bia đâu nhiễm, không thấy dụ phải không? Tôi đi ăn với bà ăn rõ ràng được, tôi đâu có, nếu mà tôi có ăn tôi cũng bị nhiễm mà tôi đâu có ăn. Nó thành ra đang đi đây là đi tới con đường của đạo Bồ Tát nè, chứ nếu mà thinh văn duyên giác là tôi sai sẽ bé, nếu bắt bẻ vậy đó. Vì thinh văn đâu có cho mà ngồi mà nói chuyện với các vị dư tài dư vậy. Ngày nào cũng ăn, thinh văn ăn có giờ đâu mà ngày nào cũng để dành bánh, giờ này mới lấy ra ăn. Sáng ăn rồi, trưa ăn rồi, chiều không ăn, thì đâu có giờ này lấy bánh ra ăn vậy. Cho nên nếu bắt là bắt lỗi vậy đó, nhưng mà bắt lỗi vậy cũng không được. Tại vì mai là tinh thần Phật giáo phát triển nó vậy. Nếu tôi không dạy thì các vị đâu có cơ hội nói chuyện tôi. Nếu tôi hành thinh văn đâu có dụ mấy bà mà ngồi gần tôi như vậy. Ngồi gần tôi lấy nước tôi rửa đó. Lên xe mà mấy ông Lục ngồi gần ổng đụng về là ổng xéo thịt ổng dục á. Nếu tôi hành thinh văn đó. Ai thấy? Đâu ai thấy đâu. Có tội. Cái người đụng cà thành ra, cho nên tu hành thanh văn thì hai ông nó cũng trốn, hai anh em mà gặp cô gái dòng suối đó, mà ông thì chấp, mà ông thì hạnh Bồ Tát thì ông thấy người ta chết đuối ông cứu. Thành ra mấy cái thằng mà nó nói tôi là chờ chừng nào đắc đạo nói đạo á, giống như chờ thấy người ta đang chết đuối mà mình chờ để tôi về tôi học biết lỗi rồi tôi ra tôi cứu đó, đó là mấy thằng ngu. Bây giờ thí dụ như á, Bồ Tát nó có cái phương tiện, bây giờ thấy ta chết đuối, mình nếu không đủ sức thì mình một là mình thải sợi dây xuống cho người ta đem ra sợi dây mình kéo lên, hai là mình coi cái gì đủ mình thải cái bụp dừa hay cái bòn cái phao gì, hoặc là mình ôm cái phao xuống mình cứu người ta lên, chứ không có nói để tôi về tôi học lỗi, chờ đi tôi về tôi học lỗi, đồ vô si vô trí. Ta chết đuối tới nơi vậy. Thành ra cái cô gái đó cô bị đi ngay một số, cô bị thảy chân, cô sắp chết đuối. Mà ông em ông giữ lực á, ông nói không được, không có đụng tới cô gái được. Ông anh thì ông xuống, ông bồng lên rồi ông hơ, ông thậm chí còn ôm, ông hấp hôn, cái gì đó kêu bằng gì đó. Hấp hơi nữa. Mà ông đâu có sao. Rồi xong thì cô gái nó tỉnh lại, thậm chí ông còn đâu có sao. Rồi ông bỏ ông đi, nhưng mà ông em nó, ông đem về tới chùa, ông cứ lằn nhằn đi. Anh ơi, phạm giới, anh phá luật này kia nọ. Thì ông anh nó mới trả lời, ông nói ủa sao hồi đó anh bồng cô nó lên bờ anh bỏ thôi anh quên rồi.
Mà sao em mang cô đó về tới nhà đó, thấy không? Tới chùa luôn. Thành ra vì vậy mà tinh thần Bồ Tát Đạo là phải dựa đứng trên nền tảng là từ bi trí tuệ. Còn cái tu hành mà trên cái nền tảng thinh văn á, thì cũng có mới nhóm cái lửa từ bi thôi, chứ thật sự nó chưa có đạt tới cái chỗ trí tuệ cao tột. Anh làm anh không bị nhiễm không sao. Thành ra đó tên Đại Thừa mới đưa ra hình ảnh là các vị Bồ Tát này. Thành ra các Bồ Tát này tôi dẫn lại đàng hoàng, dù có không thì tôi dẫn lại nha. Vì đó là cái hạnh tiêu biểu, ví dụ như Văn Thù, nếu nói theo cái kiểu mà không có, hay là Di Lạc không có, Quan Âm không có, sao tôi nói không có, sao tôi lại, tôi vẫn cúng, tôi vẫn cầu nguyện. Đó là ai? Đó là mình á. Lại thật sự lại Phật là lại ai? Lại mình á. Ông hiểu không? Lại Phật giả là kính Phật chi ân. Ngoài cái chuyện lại ân đức Phật là mình lại chính mình chứ ai xa lạ. Còn đừng nói không có rồi không lại, tôi lại Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng, Thế Chí là có danh hiệu nào là tôi lại hết. Chứ tôi đâu, tôi nói không có, tôi không lại đâu. Nhưng mà Phổ Hiền là ai? Phổ Hiền là đôi chân của mình. Văn Thù là ai? Văn Thù là đôi mắt của mình. Quan Âm là ai? Quan Âm là lòng đại bi của mình. Địa Tạng là ai? Địa Tạng là thức tâm của mình. Thế Chí là ai? Thế Chí là cái vô biên thân của mình. Cuối cùng mấy ông Bồ Tát thì là mình lại mình á. Ông hiểu không? Rồi cho nên á, tại sao nói, ủa sao ông thầy Tài, ông này ông bao phải, ông ấy bao phải. Lý là tôi nói lý, nhưng mà sự là tôi phải hành trì. Ông nói Văn Thù, ai biết ông Văn Thù là ông đẻ ở đâu, ông sanh ở đâu. Nhưng mà Bồ Tát nói Văn Thù là thầy của ba đời chư Phật, ông dám cãi không? Bởi vì trí tuệ là thầy của ba đời chư Phật. Thành ra tôi lại Văn Thù là tôi lại trí tuệ, chứ còn tôi thật sự ông Bồ Tát thiệt lịch sử đâu có. Di Đà tôi vẫn niệm, tôi vẫn lại Di Đà là ai? Di Đà là pháp giới tạng thân, là vô lượng thọ, vô lượng quang, là bản thể của tâm, là Di Đà. Chứ đừng nói không có mà cũng đừng chấp là có. Nói có cũng bao phạm cũng sai, mà nói không có cũng trật. Ta phải hiểu vậy nó mới thấy cái giá trị của cái kinh Tạng Đại Thừa. Tuy nhiên á, thì tại vì á, nó bị mai một cái chỗ là nó bị xâm nhập cái nền văn hóa của Trung Nguyên lớn quá. Họ nhét vô đó nhiều việc quá. Cho nên giống như cái chất thiệt á, nó bây giờ nó chỉ còn 20% à. Tuy nhiên thì mình mắc chứng gì mình phỉ báng chi, mình lấy 20% của mình ra mình sử dụng. Mình học Phật, quan trọng là văn như tư, tư như tu. Mình biết cái nào chắc thật mình sử dụng, chứ ai biểu mình đại cát tìm vàng, chứ đâu ai trải thảm đỏ cho mình đi. Thì trong cái kinh Phật có cái bát nhã tâm kinh không? Không, Phật nói trí tuệ không à. Mà trí tuệ thì nó mênh mông bản lãng quá, cho nên là cuối cùng rồi mới gom lại bộ kinh Kim Cang. Rồi Kim Cang mới gom lại bát nhã tâm kinh. Từ cái bộ Maha Bát Nhã Ba La Mật lớn, rồi mới gom lại thành một hệ thống Bát Nhã là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, mới gom lại là Tâm Kinh Bát Nhã, 210 mấy chữ đó. À, lẽ có rồi. Gom lại đó, cái hệ thống, người ta gọi là hệ thống văn học. Hiểu không? Hệ thống văn học, nó theo cái giống như là ông trồng mía, thì khi mà ông đốn mía xong ông bỏ vô cái cối nghiền ra để lấy nước ngọt, thì nó trở thành từng hồ nước mía. Rồi bây giờ bắt đầu mới thắng đường, thắng cho nó thành thành đường, rồi đường nó mới đông lại thành kẹo. Đó là một cái hệ thống Bát Nhã, mà hệ thống Bát Nhã là cái trí tuệ của ba đời chư Phật, cho nên phải tôn trọng vậy thôi. Chứ thật sự mà Phật đâu có nói bữa nay ta nói Bát Nhã đâu. Bát Nhã định nghĩa là trí tuệ phải không ạ? Dạ, trí tuệ, mà trí tuệ đáo bị ngạn, cái này gọi là Ba La Mật. Ba La Mật thì ta đáo bị ngạn là đến bờ kia đó. Dạ. Trí tuệ này, trí tuệ vượt cái bờ mê, đến cái bờ giác, leo lên bờ luôn. Thành ra mới nói là chúng sanh với Phật đồng một bản thể, nhưng mà chúng sanh tại nó nhảy xuống biển, nó hụp lặng. Giống như ví dụ hai bà này là hai người phụ nữ với nhau,
nhưng mà đồng một bản thể như nhau, nhưng mà có bà thích cái này, có bà thích cái kia. Còn nếu bà nào thành Phật thì đứng trên bờ nhìn thấy bà kia hụp lặng biển trần chế giới, ê ê ê giờ lỡ rồi tôi giờ cứu vậy thôi. Thì bây giờ bà nào cũng bà thì mê cái này, bà mê cái kia, đúng không? Thì thành ra bây giờ Phật cứu, còn Phật nào cứu là chừng nào mình trở về với cái chính mình á, mình chịu leo lên bờ. Chứ còn mình cứ mình phóng tới không à, cứ dài tới đồng hồ cái chuẩn bị tiền cho bà đi nghe. còn bà này thì cứ sinh nhật cháu nghe, coi như nghe có 1,000 tư cái chuẩn bị sinh nhật cháu, thật ra ai cứu nổi.